ha. Đây là một cái nhân vật mới. Bây giờ mình coi cái lưới coi có ổn chưa nha. Đây lưới ha, đầu gối đi như thế này rất là ok, bắt buộc đi như vậy thì khi mình làm gắn xương á nó sẽ không bị mớp cái đầu gối. Cùi chỏ cũng vậy ha, đây cùi chỏ phải làm như thế này, ít nhất là như vậy chứ không phải bắt buộc. Rồi ngón tay ngón chân đều chia ra ba 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 gì đó ha, đầy đủ. Rồi bây giờ thầy kiểm tra lần nữa bên này coi có delete history gì chưa hay như thế nào. Ví dụ như đây là cái group thì mình có thể bỏ ra ngoài ha. Không có cần để vào trong này. Mình chọn hết cái này nè. Đó. Mình rút nó lại. Mình không có cần phải để nhiều thứ như thế này ha. Bắt đầu mình bấm group. Đây. Sau đó cái này ship B ra ngoài. Còn bao nhiêu là mình delete ha. Này mình delete history đi. Rồi. Bỏ cái này đi. Này. Bây giờ mình mới có geometry. Đây. Nó là như thế này. Object nè. Cái này có hai loại, một loại là bằng nộp. Thì thường thường cái này mấy em đừng có quan tâm lắm ha. Cái mắt mũi miệng thì từ từ đi. Nó có thể là nhảy tới nhảy lui nó khác gì đó thì mình sẽ mirror tính sau. Mấy cái này là tại vì người ta làm biến, người ta làm bằng nộp thôi, đúng ra là người ta làm lại bằng lưới hết ha. Rồi để thầy mở coi có cái object bằng lưới sẵn đây. Thầy lấy một cái này nó có cái đuôi luôn để mấy em cho nó dễ nè. Đây thầy làm luôn cái khăn choàng thêm cái đuôi ha, nó ví dụ cho nó dễ. Và object này làm object hết ha. Đây chỉ có hai con mắt thôi, làm biến rồi thì lấy cái object này nó tốt hơn ha, đầy đủ hơn. Tức là cái này mấy em cũng phải trước đó là phải có UV này nọ ha, chuẩn hết. Những cái UV này nó phải chuẩn hết nha, đầy đủ hết rồi đó chứ không phải là không. Chưa có texture cũng được, mấy em chảy UV xong là mấy em gắn xương được. Cho nên mấy em như là nộp bài trễ á, như Khang nè, rồi Tường nè, Dũng rồi nè, là nên làm tiếp mấy cái bài rigid để nộp ha, hoặc là làm tiếp để mình làm nhân vật cho nó tốt. Rồi giờ tiếp tục đối với nhân vật này thì gắn xương như thế này, làm đơn giản thôi, mình không có làm phức tạp lắm. Từng bước mình nâng cấp. À, bây giờ mình nhìn bên ngang nè. Ở đây mình cũng bật view đốt xương lên. Bấm vô đây. Đây. Ở đây mình chạy thì mình nhìn bên cửa sổ thẳng nè. Nhìn bên cửa sổ thẳng mình thấy cái đốt xương nó nhúc nhích đúng không? Đấy. Coi nó cao đến vị trí nào. Ví dụ đây, đây cái vị trí này nè. Đúng rồi đó. Thì mình đặt ngay đây. Ok. Tiếp theo đầu gối nhô ra phía trước giữa ha. Nhìn lớn lên. Đấy. Rồi chỗ này nó nằm phía dưới này nè. Ha. Nó nằm ngay cái mắt cá luôn á, phía dưới này chứ không phải nằm trên này nha. Mấy em phải chú ý nha. Dưới đây. Rồi đây là giữa cái bàn chân, nó có thể mềm mại như thế nào đó, người ta đã làm sẵn cái phần nứt ở ngay đây nè, là ý là muốn mình làm vị trí nó ở đây không. Rồi đưa vào đây, sau đó kéo ra phía ngoài luôn ha, enter. Đây là một cái chân nhân vật rất là tốt về mặt rít,
là lý do gì? Cái tay nằm nghiêng nè, cái chân nó thẳng nè, đây mình kéo ra, thấy chưa? Ok, rất là ok. Đây xây lên là vừa rồi. Nó mới muốn chỉnh sửa mình tính sao. Bây giờ bắt đầu mình mới chỉnh sửa nè, xương đây, đầu gối đây, xương đây. Ok, không có gì phải lo hết, chưa có coi gì hết. Bây giờ mình vẽ tiếp. Mấy em đừng có coi bài ở trên mạng nó nhiều quá rồi mấy em sẽ rất là khó làm nha, thầy nói chứ. Không phải ai chỉ cũng bài bản cả ha. Rồi bây giờ mình làm tiếp phần xương đây. Mình làm từng đốt thì giống như cái tình trạng lúc nãy là của mình ha. Bây giờ mình đừng có làm từng đốt chi cả, mình lại tiếp tục ở đây. Kệ, lít vào nè. Đây mình nhìn ở bên cái cửa sổ nhìn thẳng á, mình thấy đốt xương đi ha, nó đi thẳng nè, đấy nó đi nè. Còn bên này là mình kéo tới kéo lui không sao. Rồi mình có thể đặt ở đây đây ha. Rồi cái thứ hai là ngay cái eo, cái rúng á, ngay phần trên này. Cái này là thường nó che cái rúng ha, mình phải đặt ngay đây phía trên của cái này luôn. Đây nè. Rồi tiếp đến đây, phía dưới của cái xương sườn đó. Sau đó tới phần ngực. Và ở chỗ này không làm gì hết. Tiếp đến cái phần chỗ ức vai ha. Ức vai. Ở đây cái cổ của cái nhân vật này nó có cái vòng ha. Thì mình làm cái cổ nó phải thấp xuống dưới này một tí. Đừng có làm ngay đây nha, ngay đây là mình diễn là hai cái này nó sẽ bị móp ha. Cái này nó sẽ bị móp. Thì cái cổ nó phải thấp ở phía dưới này nè. Đây. Rồi, phần đầu cổ nó nằm trên này ha, phía dưới chỗ cái cằm đi ra đây. Đây. Nó là cái đốt xương nằm ngay đây. Đây. Rồi thẳng lên trên đầu luôn, ra ngoài. Đây. Ok. Giờ mình coi lại. Này thầy mở xương lớn lên tí ha. Đây, về đi cho nó dễ. Đây, bây giờ mấy em nhìn nó sẽ dễ hơn. Tắt cái lưới này luôn. Rồi, cái này mình tạo cho nó một cái laser, khóa nó lại. Rồi, bây giờ đến cái tay nè. Đối với cái tay mà để ngang như thế này thì mình nên vẽ từ trên vẽ xuống, hoặc là mình vẽ chiều ngang luôn cũng được, như thế này. Vẽ thẳng từ đây đây, hoặc là vẽ cong xuống một xíu, vẽ ngang một xíu cũng được ha. Còn phía này mà nó cong nhiều thì mình vẽ theo cái chiều tay này. Đây ví dụ như bây giờ đối với cái này thì mình có thể vẽ từ trên vẽ xuống. Mình cũng có thể mở bốn cửa sổ để biết là nó đang nằm ở đâu ha. Cái đốt xương nè, mình đặt vào nè, coi nó có hợp không. Thường cái này á, nó sẽ nằm phía dưới nè, mình vẽ từ trên xuống nó sẽ nằm tuốt dưới này nè. Đây thầy vẽ thử nè. Thấy không? Thấy cái xương nằm dưới này không? Đấy. Mình phải kéo lên ha. Tùy theo, bây giờ mình vẽ nghiêng cũng được. Đây giờ thầy vẽ nghiêng. Chỗ này ha, là cái phần nách của nó. Xương nó nằm đây. Đến đây là cái cụ chỏ nè. Nó có chia làm ba nè ha. Rồi ra cổ tay, vòng chia làm ba nè. Mình mở x-ray này lên, thấy cái vòng đi đây nè. Rồi ở đây mình enter. Đây,
đẩy cái này ra ngay giữa, ở trên nhìn xuống là mình thấy nó thẳng phải không, chỉnh này ra ngay giữa đấy. Rồi bắt đầu mới xoay, xoay này ha. Dành xoay nó ra thì mình dùng cái này cũng được ha, hoặc là mình xoay trực tiếp xong rồi mình dùng cái tuân cũng được. Bây giờ thầy chỉ hai cách để em mấy em sử dụng được thì càng tốt, cũng không sao cả. Cách thứ nhất là mình như cổ điển ha, là mình sẽ xoay bằng cái này ha. Đây rồi chọn tiếp cái này, xoay ngược lại đây, cũng nhanh thôi chứ không có gì cả. Bây giờ còn nếu như mình xài plug in, nếu mình xài plug in nè thì mình mở plug in lên đốt xương, mình có thể xoay thoải mái ở đây ha, xoay đây nè, rồi xoay đây nè, rồi sau đó mình cho nó về không cái xương ha, zero cho nó, hoặc là mình ở đây để coi là cái trục nhé, à. Đây xoay mở này ra kiểm tra. Ở đây nó sẽ bằng không ha. Đây nó có hai cách để cho mình xoay nha. Rồi bây giờ thầy anh lưu lại nè. Đây đó, khi mình làm một cái xương cơ bản như thế này, cái thứ nhất mình muốn xoay tự do thì mình dùng cái tool của Comet Joy này ha, Com Joy nè. Đấy mình xoay thoải mái đi, xoay ra làm sao tí nè. Rồi xoay cái này lại, cái nào cũng được đó. Rồi xong đúng rồi phải không, kiểm tra lần nữa hợp lý chưa, hợp lý rồi thì mình làm. Ví dụ như đây còn xíu nữa ha, thì mình kéo nó ra bằng cách scale, scale nè, scale theo trục á, nhích nó ra một tí nữa, đây nó chưa đủ nè, đó nhích ra tí nữa cho nó đẹp, rồi lên xuống gì đó cho nó đẹp trước đi. Rồi xong bây giờ mình mới dùng lệnh cho nó, lướt vào đây ha, thì nó sẽ mặc định thôi. Đây nó đang có thông số nè, mấy em thấy nó có thông số không, sự nó cái là nó hết ha, đây không có gì hết. Rồi mình lít một cái là gia phả nó tự động ha. Rồi như vậy là ok cái chỗ này. Cách kia thì hồi nãy thầy có chỉ rồi ha, vào attribute xoay nó. Bây giờ tới ngón tay, ngón tay một là mình vẽ như thế này luôn cũng được, rồi mình lên trên mình coi ha. Bây giờ ngón tay cái chỗ này mình thay vì mình đánh vào không ở đây ha, thì mình dùng Skeleton Orange Joy. Đây chọn cái Joy Toolwork nè, bấm Apply là nó xoay theo ha, nó sẽ xoay theo cái tay. Thì bây giờ chúng đã cứ để đây đây, chút nữa thầy sẽ chỉnh lý một lần cái phần đó, rồi thầy gắn cái xương vào đây. Coi như là bữa giờ là học là sửa xương hoài ha. Đây đốt xương nằm trong này nè, rồi cứ cứ gắn lên ha. Cái này nó hơi khó nhìn, số 3 nè, rồi đầu ngón nè, đây nó nằm trên đường này nè. Bây giờ mình lấy một cái chuẩn, sau đó
Mình là hôm bữa thầy có hướng dẫn xài login rồi, mình cứ xài cái này đi. Rồi đưa ra đây kiểm tra, thấy cái trục Z nó đúng rồi nha. Mấy cái ngón nếu mình làm thẳng từ trên xuống là rigging rất là dễ, chỉ có việc là nằm như thế nào, đúng cái khớp hay không, chỉ có việc là đúng cái khớp thôi. Bây giờ mình thu nhỏ lại display tí, chấm 2 cho nó dễ. Rồi bây giờ mình coi kỹ mấy cái khớp nè, khớp nè ha, là khớp đây ha, khớp nằm đây, khớp giữa đây. Bây giờ mình phải kéo nó ra, kéo nó ra thì mình dùng lệnh scale cho nó nhanh. Cái đốt đó nằm ngay giữa đây, cái đường giữa nè, nó đó, mình xây xây coi nó hợp chưa, dài quá cho nó ngắn lại. Mấy em phải chịu khó xây nha, để nhìn coi nó nằm ở giữa chưa nữa. À, nó nằm hơi thấp xuống, đẩy nó cao lên toàn bộ cái offset, cái xương này đẩy cao lên thấy đấy, vấn đề là nó nằm chỗ đó đó. Rồi tiếp theo đốt xương đây ha. À, rồi nó nằm ngay đây là ok rồi, đốt xương. Để mình bấm scale thu nó lại tí, ý dưới này chứ này, một đốt hình như nhô lên là ngay đây rồi, đốt tiếp cuối cùng ngay đây. Đây xong, bây giờ mình coi cái phần xương để mình copy cũng được, mình đẩy tiếp cũng được. Bây giờ mình ở đây mình sẽ thấy nè, đấy nó nhảy lung tung rồi ha, thì mình mở cái plugin này lên, chọn nó, nó sẽ tự động nó nhảy lại cho mình hết, thấy không, hết nè. Rồi tiếp theo đúp nó lên, Ctrl D ở trên nhìn xuống, xoay chuyển, dịch chuyển nó qua, xoay nó lại đây. Rồi coi cái trục này đây, cái trục này nè, xuống một tí, lên một tí, đúng chưa? Rồi chọn lệnh scale, kéo nó về, chọn lệnh scale, kéo nó về một tí. Đây, ok. Mấy cái này nó có lệch gì đó, chút nữa mình cho nó về ha. Rồi cái này cũng vậy, nó có thông số nè, chỉnh đó ha, tích vào đây hết. Rồi tiếp tục đưa qua đây, đưa qua đây, mình chọn D. Đây là cách gắn cái bộ xương, nó có nhiều lắm, nhiều cái kiểu để gắn lắm ha. Ở đây mình phải coi là nó đúng trục nha, đây nó để xuống nè, xây nó lại trục này một tí nè, đấy hai ngón này là đúng trục này, mình xây lại một tí, sau đó dịch chuyển nó xuống một tí nữa cho nó nằm giữa cái tâm, và nó cái ngón này nó bị cong xuống hơn nè ha, cong xuống hơn nè, đây nè, xây nó xuống hợp lý chưa, đó xây nó xuống. Rồi chọn lệnh scale thu nó lại, đẩy cái này cho nó khớp, đúng chưa cái đã. Rồi đẩy cái này ngay giữa đây, mình được cái ngón này à, cái trục rotate là trục Z. Rồi đúp ra đây, mình chọn D ở trên nhìn xuống là dễ thấy nhất, kéo nó qua, xoay nó lại. Rồi
chỉnh chỉnh cho nó nằm xuống chưa, cao quá thấp xuống đúng không, thấp xong xoay nó xuống rồi mới dùng lệnh scale thu nó lại ngay giữa, ngay giữa thu cái này ngay giữa, rồi thu cái này ngay giữa, ok tới cái ngón này bên chân D đưa nó ra bên này. À ngón này thì nó khác, nó đây nó đã nó cong vậy thì mình phải đặt đúng vị trí trước cái đã, rồi mới xoay nó ha. Rồi xoay nó qua. Cái trường hợp mình làm rồi thì mình sẽ chỉnh sửa giống mình lúc nãy là dùng dấu hỏi đẩy nó vào, đẩy nó xuống, đây nó phải nằm ngay giữa ha. Đây cái tay nó cong vô như thế này thì mình phải xoay cái này cho nó cong cho nó đúng ha. À, đó hợp lý rồi đó. Rồi coi lại vị trí ok chưa, chỉnh cái nào nằm ở đâu, có hai đốt đúng không, đây đốt này nằm ở đây, đốt này đúng không, đốt này nằm tuốt dưới này nè, thì mình còn cái đốt thứ hai nữa là nằm đây, đốt này nằm đây, đốt này nằm trong, đẩy lên xíu nữa là thấp, có thấp gì không, xoay nó ra rồi thu nó lại scale này, xoay nó ra một tí nữa đi cho nó nằm ngay đúng rồi đã. Rồi tiếp theo này scale nó ra đó, cái chỗ nó nhô cao lên đó, rồi xoay nó xuống, làm sao lúc nào nó cũng nằm ngay giữa đó và cái trục nó đúng là được. Xoay lại tí, cái xương mà không đúng thì coi như là toàn bộ công việc của mình làm là đi hết, không có giá trị gì hết. Đây keo nó ra rồi xong, khoan hẳn nối gì lại hết ha, có chân nè, có vai, chưa có cái ức, gắn cho nó một cái xương ức này đây. À đây đừng có gắn dưới này ha, gắn cao cao lên đây xíu cho nó ăn cái phần trên tí, sát vào đây rồi đưa qua ngang coi nó hợp lý không, đẩy nó vào. Đấy. Bây giờ mình đã xong cái phần người. À, giờ mình kiểm tra. Còn cái phần đuôi từ từ, cái này từ từ ha, nhưng mà sẽ làm để cho mấy em coi. Giờ mình mở hết cái da phả này nối nó lại. Nhớ là đặt chân tay đặt tên đàng hoàng ha. À, tất cả mấy cái này là phải đặt tên hết. Bây giờ mình mới chỉnh cái xương trước nè. Những cái đốt xương dưới cùng cuối cùng là phải đưa về không ha, những cái đốt xương cuối cùng bên ngoài này nè đã phải đánh nó về không nha, thì mình có thể dùng cái lệnh cho nó nhanh đây. À, đây reset ha, muốn cho cái xương đầu tiên cuối cùng này nè nó về không thì mình phải gõ lâu lắm, lít vào đây ha, apply nó là nó bằng không, thấy chưa? Đây tất cả các cái đốt xương ở đây, 1, 2, 3, 4, 5 lít vào đây, đây nó về không, đốt xương này cũng vậy về không, nhớ nha cái đốt xương cổ tay phải về không nha, để cho nó đi cho đúng nha cái đốt xương này.
Rồi xương cuối cùng của cái đầu cũng về không. Này, những cái nào nằm cuối cùng ở ngoài là về không hết. Rồi sau đó mình mới nối gia phả ha. Đó, mình mới nối gia phả. Đây, mình đã làm đúng rồi. Nào, ấm B. Đây, bây giờ mình kiểm tra mấy cái xương nè, đấy, cái trục nè, ok không? Trục Z nó đi đúng rồi, trục Z nè. Bây giờ mình thử cái này, mình chọn Hirachi đây ha, rồi xoay trục Z thử xem. À, này không phải trục Z, còn một cái nào đó chưa làm. Đây là trục Z ha. Cái này do nó nằm ngang ở đây cho nên mình phải xoay qua cái này, mình phải chọn đây nè, đây ha, do cái xương cuối cùng nó xoay ngang thôi chứ không có gì cả. Trục Z nè, bây giờ mình thấy cái bàn tay là đi đúng chuẩn giống như nãy thầy sửa cho Nam thôi, và cho mình nữa. Rồi ở đây thì mình bình thường thì nó vẫn là này. Bây giờ ví dụ thầy chọn nè, gia phả nè, rồi thầy tắt cái này đi ha, tắt đây, rồi chọn lại cái này trước, chọn cái này sau, hoặc là tắt nó luôn. Mình chọn qua cái này nè, tắt xong nào. Đó, bây giờ cái trục nó nằm bên này ha, nó ảnh hưởng cái trục cuối cùng thôi chứ không có gì hết. Rồi cái tay đẹp, ok. Khi cái tay xong rồi thì mấy cái khác không có khó. Giờ mình coi cái này nè ha, mình chọn gia phả, mình xoay nè, coi nhé. Đó, nó đi đều nè, ngửa ra làm sao nè, như vậy là tốt ha, như vậy là tốt nha. Giờ mình coi, mình bật hết lên, chọn hết, bao nó như thế này ha. Rồi mở nó lên, transform display. Đấy, có mấy cái đốt xương. Ồ, chưa có chọn similar, mình chọn similar nè, hiển thị nó lên ha. Đây mấy cái xương chính hồi nãy, chọn nó lên lại. Đấy, bây giờ mình thấy cái trục của cái xương đi rất là đẹp, làm đúng thì không cần phải chỉnh sửa gì nhiều ha. Đây, ok không, xương đi rất là ok, không có gì cả. Cái này thì mình xây nó lại ha, cái này thì mình xây nó lại thôi chứ không có gì, tại cái này rời mình có thể xây thoải mái. Còn cái bộ xương đây là đi rất là đẹp, chỉ cần cái này ha, cái này xây nó lại. Nếu mà mình không thích xài cái này ở cái phần cái tool Orange Joint nè, thì mấy em xài cái này rất là tốt ha, sử dụng cái phần phần đầu á, mình làm cho nó nhanh, cho nó về không, nó rất là nhanh. Rồi ở đây mấy em mà muốn xoay thì nó lại xoay luôn cái phần con, thì em phải tắt cái này đi ha, tắt cái Orange phần dưới này đi, siêu lần nè, đủ đối xứng ha, trục Y. Để xem, đó nó nhảy ra trước ha, đối xứng nè, âm nè. Đây bây giờ mình không cần phải chỉnh sửa nhiều một cái đốt. Còn nếu mình muốn nhảy nguyên cái bàn chân, đây chọn cái Orange dưới nè, đây bấm nó nè, đó nó nhảy ngược cho ra, thấy chưa, nhảy nguyên hết. À, mấy em muốn làm nhiều làm ít thì mình tự chỉnh, đây cũng vậy nha. Mình cho cái trục này về phía trước thì mình chỉ có việc xoay cái trục nó thôi. Ở đây không có trục Z, cái này nó đang ở vị trí mặc định, nó chưa nối cha con cho nên mình không có xây bên trong này ha. Rồi như vậy là mình xong cái phần cơ bản của bộ xương người ở đây.
Rồi mình nối tiếp gia phả đây. Cái phần gia phả là mình chỉ cần nối bấm chữ B thôi ha, khỏi cần nhìn đi đâu cho nó cực. Có thể nối ở đây hoặc là có thể nối xuống đây, không sao cả. B ở đây cũng được. Rồi nối từ đây qua đây. B. Và luôn luôn nhớ đặt tên ha. Nếu không đặt tên là sẽ có vấn đề. Sau này mình làm rất là cực. Rồi trước mắt là mình làm bộ xương như thế này. Sau đó mình có thể thêm cái phần đuôi, thêm cái phần này, thêm cái phần tóc. Bây giờ thầy thêm phần tóc cho mọi người xem. Giờ đối xứng này qua ha, mirror. Mirror nó qua. Thì mấy em cố gắng là phải đặt tên nha. Ở đây thầy không đặt tên để cho mấy em tự đặt đi ha. Lần trước cái bài đã có cách rồi. Bây giờ mình mới đối xứng. Mirror. Đối xứng thì lần trước thầy có nói rồi. Cứ đối xứng qua một cái trục. Thí dụ như đây trục nè, để lật ngược qua đây thì mình kiếm đúng cái chỗ nào không có cái trục đó đó. Này này là X thì mình kiếm YZ nè cho nó dễ nhớ. Đây. Rồi, vậy là xong. Để kiểm tra cái đối xứng của mình nó hợp lý hay không, thường thì nó sẽ rất là hợp lý, không có gì cả. Mình chọn hai bên, chọn rô tay đi cùng lúc ha. Giống nhau là mình có thể copy được. Đây cũng vậy. Ha. Ok. Rồi bây giờ mình tắt cái này đi. Xài plugin đi cũng được ha. Không xài plugin thì mình cố gắng mình làm trong này. Đây, xong. Bây giờ tới cái mái tóc nè. Tóc này thì dính vào đầu ha. Rồi cái này dính vào, nó có thể lắc lắc. Tóc mái này nó cũng có thể lắc lắc. Thì mình sẽ làm như thế nào? Bây giờ mình làm rời nó trước. Mình nhìn từ trên nhìn xuống nè, mình sẽ thấy đây. Hoặc là mình nhìn nghiêng mình sẽ thấy cái này. Tùy ha. Giờ mình làm một cái xương. Từ đây đến đây. Đây. Enter. Kéo nó lên, nó ở dưới đất á. Rồi, đặt ngay giữa chưa? Đấy, đặt ngay giữa nè. Nhìn thẳng, đặt ngay giữa chưa? Đặt ngay giữa rồi. Nhìn trên, đặt ngay giữa rồi. Kéo cái này xuống ha. Rồi tay nó xuống. Giờ mình coi cái trục. Đây, cái trục nó đang đi đúng nè ha. Trục Z đó. Diễn theo trục Z đó. Rồi scale nó ra. Ok. Cũng nhớ ha. Chỉnh cái này về không. Chỉnh này về không thì mình mở plugin lên. Click vào là ok. Rồi cái này thì mình mở cái bảng Mirror Joy mình để sẵn đây luôn ha. Ấy, cái bảng Orion. Đây, click vào đây. Apply nó rồi, ok, nó đi thẳng luôn ha. Nếu mỗi lần làm mình để hai cái bảng cũng được, không sao hết. Rồi tới cái mái tóc mình có thể làm thẳng. Hoặc là nhìn nghiêng. Đây, nhìn nghiêng đi. Mái tóc. Đây. Ở đây, đây muốn cho nó mềm thì chỗ này có thể ba xương. Hoặc là hai xương thì nằm ngay giữa ha, thì sáu mình diễn nè, có thể ba xương đây, nhìn thẳng thì nó nằm thẳng đây, kéo nó qua hướng mái tóc, coi mái tóc nó nằm ở đâu mình đặt ngay đó, bây giờ nằm ở giữa nè, rồi quay ngang, đúng không? Quay ngang thì mình coi cái trục nào nó đúng. Đây, trục này đúng rồi. Trục Y. Đấy, quay ngang nè. Tiếp theo này cũng quay ngang. Quay ngang.
Thôi nằm đúng chưa? Rồi giờ đi đi lên. À, bây giờ nó phải đi lên, đi vào. Thấp này xuống một tí, đúng cho nó đụng với cái phần tóc. Rồi, xoay nó lên. Xoay này lên trước. Xoay này lên. Xong rồi xoay cái này lên. Đấy, đấy. Xoay ngang. Này nó nếu mà không có công cụ làm thì nó sẽ hơi bị lâu đó. Rồi, kéo cái xương ra. Kéo. Kéo cái xương ra, kéo. Kéo xương này ra, dùng lệnh scale. Ok, giờ phải xay nó xuống cho nó phù hợp nữa. Phải không? Xay theo trục, không được xay lung tung ha. Này trục dép nè. Rồi. Được cái mái tóc. Cái miệng cũng làm được ha. Cái đó từ từ cũng được không sao. Có một cái mái tóc, một cái đuôi, cái khăn choàng. Giờ mình làm khăn choàng nè. Khăn choàng ở đây mình muốn làm hai bên thì làm một một ở giữa cũng được. Ví dụ như đây nó dính vô vậy ha, rồi nó bay bay ở phần sau này thôi, nó bay lên, có thể nó giãn qua. Nếu mà cái khăn này nó giãn thì mình phải làm hai xương hai bên ha, hoặc là nó lắc lên lắc xuống phía trên phía dưới thì cũng phải làm hai xương hai bên. Thì bây giờ mình phải làm hai bên, có thể nhìn nghiêng đây, làm xương đây. Ở đây nó lắc ở đây. Rồi mình cho nó 3 ô đi. 3 ô. Rồi, dưới này nó lắc nhiều hơn, 2 ô. Rồi, anh ta. Rồi, anh kéo nó qua. Một chục nằm đây. Rồi, có thể xoay nó một tí. Đó, xoay cho nó đúng với cái xương cái object nó thôi. Đây là được rồi. Rồi xong, tiếp theo cái đuôi. Cái đuôi thường thường khi làm người ta sẽ làm thẳng như thế này ha. Ở đây nó có một cái loại mình làm từ đây đến đây. Sau đó anh ta ha, mình sẽ tiếp tục cho nó thẳng mà insert rồi. Đó. Thấy chưa? Ở trong cái đuôi phía trong mình cho nó hai hay ba gì đó tùy thích, mình muốn nhiều hay ít tùy thích. Kéo ra insert. Kéo nó ra. Thì cái đường xương này nó sẽ thẳng, nó không có bị méo ha. Đây là cũng là một cái tiện ích. Rồi chỗ này hai, ok enter ha. Là nguyên cái đốt xương mình làm rất là nhanh, không phải ngồi vẽ nó sẽ méo ha. Giờ mình nối gia phả nó. Trước khi nối gia phả thì mình kiểm tra mấy cái còn lại. Ví dụ như đây, chọn gia phả lên, xô này lên, đúng chưa? Ok. Cái này chỉ cần uốn lên uốn xuống là nó sẽ đẹp ha. Đây. Cái phía sau này mình chưa có cho nó về không ha, nên mình phải coi lại. Cái này nó là trục Z đúng nè, nhưng mà cái này nó chưa về không cho nên là nó trục X, mình phải bấm vào đây. Đó, bây giờ nó thành trục Z ha, nó mới đúng. Thì lúc này bây giờ mình chọn lại gia phả nè. Ok. Thấy không? Rồi qua trái qua phải nè. Ok. Đấy, mình phải kiểm tra cái bộ xương làm sao cho nó. Còn cái tóc với cái này thì không có vấn đề. Thường thì mấy cái này người ta sẽ diễn một phần ha,
mình đã uống theo rồi ngay từ đầu ha, thì không có gì khó hết, nó sẽ đi theo thôi. Đây rồi, muốn xoay qua xoay lại gì đó mình phải kiểm chỉnh tí, chục Z nó đi theo chung là ổn rồi. Giờ nối, thường thì phía dưới này nó sẽ có một cái cầm để hạ cái miệng ra ha, cái hạ miệng ra này là phần cầm, nó sẽ nối xuống dưới này nè, cái miệng dưới này nè tới cái cầm nối lên đây, nó giống cái xương á, cái xương của xương quai hàm á. Đây thầy nói luôn, mình làm vừa đủ thôi, đừng làm quá sức. Nó sẽ nằm ở đây, cái xương quai hàm ha, nằm đây nè, đây có cái móc ngay chỗ lỗ tai, móc đây, lúc vào đây một cái, nối ra đây một cái, đây là xương cầm ha, nó nối đây cũng được. Rồi đây. Rồi enter được đúng chưa? Rồi đó là cái này dùng để hạ miệng ra ha. Rồi muốn làm mắt cũng có xương mắt, muốn làm gì có cái đó. Coi như là toàn bộ nhân vật này mình làm bộ xương như thế này là ok. Bây giờ mình cho cái da phả này một cái ha, cho nó tắt cái này một cái đi. Rồi xong, nối da phả. Mấy em luôn luôn là nhớ đặt tên nha, thì nhắc lại lần nữa, chấm bài không đặt tên thì coi như là xong. Mục đích thầy là bắt mấy em phải làm như vậy để sau này còn có nhiều cái. Rồi cái này gắn vào cái phần nào? Phía dưới cái cổ. Cái cổ nó cử động, cái vai này không có cử động ha, thì mình phải gắn vào phía dưới cái cổ đây, bấm chữ B. Rồi mirror nó qua vậy thôi. Không, bây giờ mình nối cái này vào cái đầu cái đã. Đây, nối vào cái đầu nha, không phải nối trên này, nối ngay cái đầu chỗ này nè. Nối đây, xương này cũng nối vô đây. Đó, mình được cái bộ xương như thế này nè. Cái này nối vô đây cũng được, nhưng mà thường thì người ta không nối vào đó, người ta nối vào trong này ha. Còn nếu mình muốn nối cũng được, sao bấm chữ B. Ok, rồi bây giờ mình mới mirror hai cái này qua, đối xứng. Rồi cái tóc. Rồi xong, bây giờ mình có được một cái bộ xương rất là ok của nhân vật. Đây, đúng là những cái này bắt đầu mình mới cho nó về không ha, tất cả những cái này phải về không hết. Đây chưa nè, bây giờ mình chọn lại một lần nữa, vào skeleton orange đây để chế độ ha. Rồi phần nào, phần nào, phần nào chưa? Đây những cái này là mình mới làm đúng không? Apply phần không hết là xong. Save nó lại, mở lên nè. Đây như vậy là ok. Ai sao cho nó vào đâu đó đi. Đây, vào đây, làm mới đi. Skeleton xương. Để chữ xương cho nó dễ. Rồi, đầy đủ.